gặp nhau vào một ngày nắng. Duyên phận hai ta sâu đậm như thế. Anh Bình, chai rượu lâu năm mà anh mở còn lần chứ? Trước chai đó còn một ít. Cho tôi một ly. Chưa chắc người ta đã thích. Tôi chọn giúp cậu mà con gái thích nhé. Không được. Tôi muốn chai đó. Định làm gì? Rốt cuộc anh có kinh doanh không hả? Thì tôi thấy không nhất thiết phải thế. Chưa chắc người ta đã thích. Cũng đâu thể nói cho cô ấy biết đắt đúng đến không? Mức nào. Mất mặt lắm. Nhưng không cho người ta biết đắt như vậy thì không thể hiện được thành ý của anh cậu. Bớt nói vài câu đi. Nghe đau cả đầu. Được. Không nói. Mau rót đi. Rót hết luôn đi. Còn một tẹo anh cũng có bán được đâu. Rượu này ngọt à? Thử đi. Rượu ngọt ủ lâu năm, mùi vị được hiếm lắm. Có đấy. Anh đã uống bao giờ chưa? Tháng trước mở chai này. Tôi có uống một ly. Rượu là thứ mà mỗi chai đều độc nhất vô nhị. Đặc biệt là rượu lâu năm. Uống được nó là vận may độc nhất. Trong tay cô là ly cuối cùng rồi đấy. Vậy thì tôi phải nếm thật kỹ mới được. Nồng quá, hơi rát cổ họng. Đúng là có vị hơi ngọt. Ngon lắm. Chào anh Bình. Bản thân thì ăn gặm dâu già mà mời người ta uống rượu ngọt lâu năm. Cậu mà không có ý với thì người tôi ta, theo họ cậu. US. Tôi đưa cô ấy về. Không cần. Mọi người đi dạo tôi đi. Tự về được. Đã đặt xe rồi. Lại đặt xe, đắt quá. Anh ơi, anh sao thế? Cát bay vào mắt tôi. Đi thôi. Đi nhé. Tạm biệt chị. Cảm ơn. Anh à, chúng ta đi đâu chơi đây? Chơi bời gì? Đi bộ thôi, tiết kiệm tiền. Cà phê đây, cảm ơn. Anh muốn uống thì phải nói sớm chứ. Tôi nên mời anh mới phải. Tôi muốn uống nên tiện thể mua cho cô một ly. Đêm qua tôi thức làm luận văn nên hơi buồn ngủ. Hôm nay từ lúc ngủ dậy đến giờ cứ ăn uống liên tục. Gặp nhau vào một ngày nắng. Mọi thứ anh làm đều đưa anh đến bên em. Duyên phận hai ta sâu đậm như thế. Cho dù chúng ta có thế nào, chúng ta vẫn bước cùng nhau. Cô gái đáng yêu, em đã lặng lẽ lấy cắp trái tim tôi bằng cách nào thế? Lại trong thời gian từng ấy năm, bảo vệ nó tốt như vậy. Cô gái đáng yêu của anh.